Ở đây là cái máy đo khoảng cách bằng laser, thì ở trên đó là nó sẽ có những cái chức năng, có những cái chức năng để người ta đo khoảng cách. Thì cái máy này là nó có cái chức năng để người ta chọn, một là ta đo dưới đáy, là tính từ cái đáy của cái máy này đến cái điểm đo, hai là người ta sẽ chọn cái đỉnh trên của máy. Thì bên dưới là chúng ta gỡ cái này ra, con cái tia thì thường là đôi khi là người ta sẽ chọn, thì khi mà cái chế độ đo của nó hiển thị ở cái góc trái này, tức là nó vẽ từ cái đáy, nghĩa là khoảng cách từ cái đáy này đến cái điểm đỏ đỏ bên trên, điểm đỏ đỏ bên trên mà các nhìn thấy là khoảng cách nó là bao nhiêu mét. Nếu mà ta bấm liên tục thì nó sẽ có khoảng đó. Khi này là nó sẽ đo khoảng cách giữa hai cái giá trị, và khi đó là nó chốt tiếp. Nếu mà tôi thu gần lại thì cái giá trị của nó sẽ thay đổi ở hai cái phần trên lệch này. Thì ở trên cái máy này là nó có một cái giá trị cuối cùng này là cái giá trị trừ lại hiệu của hai cái giá trị kia thôi. Khi mà chúng ta sẽ kéo dần xuống thì ta thấy cái giá trị này nó nhảy. Từ cái đáy này lên đến cái điểm mà nó đỏ cho nó là nó hiện ở đây là 3m08. Hiện lên vậy, nhảy vậy. Khi mà lên thì nó sẽ, ví dụ như từ đây, từ cái đáy này lên trên là nó còn có 2m040. Khi mà chúng ta dịch chuyển nó thì cái máy của mình là nó tự trừ đi cái giá trị đo đó. Còn nếu mà chúng ta không có sử dụng thì ta sẽ đo cái giá trị cố định. Và nhớ là từ cái đáy, chế độ này đo từ cái đáy. Giá trị trên là giá trị của cái lần đó trước, nó hiện lên. Ở đây là nó còn có những cái chức năng đo diện tích, đo tùm lum ở trên đây ha. Khi mà chúng ta có, chúng ta tìm hiểu cái máy đo này là dùng để đo khoảng cách ở những cái nơi mà chúng ta không có tiếp cận. Nó là thiết bị đo khoảng cách thôi. Mình có thể lấy cái thước dây đã được điều chỉnh, ta kéo ta đo. Còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy này để ở những cái nơi mà mình khó tiếp cận, cần thực hiện cái gì đó thôi. Những cái máy kia thì ở bên dưới đây nó có một cái lỗ, có răng bên dưới cái gầm chỗ mà anh em mở cái này ra nè, có một cái con cái lỗ. Đây là cái máy đo mà người ta có hiệu chỉnh, có hiệu chỉnh. Và cái máy này là thường thường ở đây nó có một cái lỗ, cái lỗ đó ở dưới đó là nó vừa với lại cái chân của máy ảnh, sẽ dẫn vừa vào cái lỗ ở trên cái chân của cái máy ảnh, máy ảnh á.
em. Vì vậy là anh em á, là khi mà chúng ta muốn dùng nó để kiểm tra độ dẫn của cái cầu trục, kiểm tra cái biến dạng của cái cầu trục á, là anh em nên mua một cái chân, cái chân máy ảnh, máy chụp ảnh, cái chân bằng nhựa, nó có hai chân á, nó bán như 500-600 ngàn gì đó không biết, cái đó nó xếp gọn gọi trong túi. Thì anh em sử dụng cái máy đo này là chúng ta sẽ mở nó ra, dặn cái máy vào trong đó, chứ ai đứng đó mà dịnh, dặn đó cái ta để ở cái vị trí đó, và ta sẽ chiếu cái tia đó lên trên cái vị trí, cái điểm đo, đo chỗ nào thì tôi khi mà thành ở trên cái thiết bị bên kia thì tôi sẽ nói với anh em cố gắng cái tia đó là phải để càng vuông góc càng tốt. Trong trường hợp không có vuông góc được thì ta để nó hơi xiên một chút cũng được, bởi vì cái giá trị đó chỉ là cái giá trị để cho chúng ta tham khảo thôi. Thì quá trình nó lún xuống thì nó sẽ hiển thị cái độ độ dọc, đương nhiên là độ dọc đó là nó sẽ không có chính xác, không chính xác 100%, nhưng mà ta có thể tham khảo cái giá trị đó được. Tức là anh em dùng cái máy đo nó mất á. Tức là khi mà chúng ta đưa cái tia của nó lên đó đo, thì lúc có tải thì cái cầu trục nó sẽ giảm xuống. Giảm xuống thì ở bấm ở cái chế độ đo liên tục, nó sẽ trừ ra cho chúng ta cái giá trị đang giảm xuống. Cái giá trị đó là nó sẽ không chính xác, bởi vì do mình để nó xéo, cho nên cái đường đi cái sáng chỗ đó là nó sẽ dài hơn cái độ dẫn thực tế. Nhưng mà nếu mà cái giá trị mà chúng ta đọc được là chia cho một phần, ta chia cho 1/700 khẩu độ mà nó nhỏ hơn cái giá trị đó thì đa phần là nó sẽ trở về khi mà chúng ta xả tải xuống thì nó sẽ nằm trong giới hạn đạt thôi. Nhưng mà cái giá trị này là không có phải là giá trị chuẩn, giá trị mà chúng ta đọc được không phải là giá trị chuẩn của cái độ dẫn đó đâu. Có độ dẫn nó không phải là một chuyện đơn giản, có chính xác độ dẫn nó không phải là chuyện đơn giản, bởi vì nó phải đảm bảo các cái điều kiện đo chính xác. Cầu trục có loại nào, khoảng cách bánh xe đó như thế nào, cái vị trí tôi nói ví dụ như cái bánh xe con nó như thế này, đo ở khu vực nào là chính xác, cái điểm đó nào. Thường là người ta sẽ đối với cái cầu trục mà nó có hai bánh xe thì ở gần cái bụng giữa là một khu vực chứ không phải một điểm. Khu vực đó là chỗ đó là độ dẫn lớn nhất, nhưng mà với điều kiện là đo là phải trực diện từ dưới lên, phải cố định và phải thật là chính xác giữa khẩu độ. Thật ra là chúng ta án chừng ở giữa đó thôi, đúng không? Đo là mình án chừng nó ngó ở chắc chỗ này là ngay chính giữa. Trên thực tế đâu có làm sao mà chỉ có khi nào là làm cái việc là phải lên là kéo cái thước mình phải chuẩn, cái thước phải chuẩn, kéo bằng một cái lực căng cái sợi dây, cái thước của mình á bằng một cái lực căng là bao nhiêu để đo cái khẩu độ, rồi sau đó là ta mới chia đôi cái khẩu độ đó, nó mới ra giữa cái vòng, ra giữa vòng, và phải đảm bảo là đúng cái lực kéo của cái lực căng của cái thước đo của mình chứ. Ở trong cái hiệu chuẩn thước đo người ta cũng có quy định về cái lực kéo căng này chứ bộ, phải kéo căng bao nhiêu thì mới đảm bảo là cái giá trị đo này là nó chính xác, hoặc là những cái loại mà nó hơi mềm hơn chút phải có cái lực kéo căng này kéo từ bên kia qua như thế nào. Mấy anh em mà làm cái đo lường thì đương nhiên là mình biết cái chuyện đó không? Trên thực tế thì những cái con số này chỉ mang cái tính tham khảo để cho chúng ta có một cái con số mình ước tính được khả năng nó có vượt quá biến dạng đạt hậu hay không, chứ chúng ta không có đánh giá cái đầu dòng trong cái phần mà kiểm định cầu trục của mình, không có đánh giá đầu dòng đo thì
đại khái là chúng ta có mấy cái bị đo như thế thôi. Cái thước đo này là chúng ta dùng để đo đó chiều dài, cần đo cái gì dài bao nhiêu hoặc là nó như thế nào, chúng ta dùng cái thước này. Cái tốc độ kế đó thì thầy cho sang cái tốc độ kế. Tốc độ